Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Kinh nghiệm TN. Hôm nay tôi xin chia sẻ hướng dẫn cách chuyển chữ thường thành chữ hoa và ngược lại trong Word rất là nhanh và dễ hiểu. Các bạn thường rất là khó chịu khi mà phải sử dụng Caps Lock hoặc là ấn Shift rồi chữ viết hoa. Như các bạn đã thấy đấy, tôi ví dụ như là một chữ M viết hoa, xong đấy lại đến chữ E viết hoa, xong lại đến chữ M viết hoa. Thì khi mà mình viết họ và tên đầy đủ ấy, thì thường là cái chữ đầu tiên của cái chữ đó ta thường là sẽ phải viết hoa. Các bạn cứ gõ một cách bình thường, không cần phải nhấn Shift và cũng không cần phải nhấn Caps Lock. Sau đó các bạn bôi đen. Các bạn vào Home. Sau đó các bạn di chuyển chuột đến cái hình chữ A này. Thì các bạn chọn ở đây. Thì gồm có, các bạn để ý nhé, cái đầu tiên là cái chữ viết hoa ở câu này. Đến cái thứ hai là viết bình thường hết này. Đến cái thứ ba là viết hoa tất cả luôn. Và đến cái thứ tư này là viết hoa từng chữ cái một các bạn nhé. Nếu các bạn tích vào đây thì nó sẽ thành là như thế này các bạn nhé. Còn nếu như mà các bạn muốn hoa tất ấy, thì các bạn sẽ vào ở mục thứ ba này các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không? Thì nó sẽ chuyển về hoa tất này. Thông thường thì các bạn sẽ viết hoa ở cái chữ cái đầu tiên của chữ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại.